Cypher 2023. Alright, yeah. OK, mày ai hay đâu, những ngày bơ vơ nơi đáy sâu, những ngày anh em mình có nhau, những ngày hộp cơm và miếng rau. OK, mày ai hay đâu, những ngày chuyện buồn như xoáy sâu, những ngày tìm lấy sự cứu rỗi qua bao nhiêu là bể dâu. Ta đã từng nghĩ mình là hầu vương, điều gì cũng có thể lật đổ, nhưng rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ. Giữa thế giới mình nhỏ bé, chỉ là một đốm và đủ lóe, nhưng vẫn xây dựng lấy hy vọng, không điều gì có thể dở quẻ. Mặt mấy thằng còn non trẻ, cậy có chút và ra vẻ, vẽ một cái vỏ bọc lấp lánh, nhưng trong bên trong thì sức mẹ. Cực chi phải thêm lời có cánh, khi sự thật hiển nhiên mày khó tránh. Hoa nở hoa đẹp rồi hoa héo, và có thành hay bại do ta khéo. Cũng mấy thằng mất dạy xây đéo, ta phải ghi ra thôi, nhưng là biết khi nào mình có được những tư duy xa xôi. Doremi pha son cho và ngâu đang tu ra từ đi qua môi. Âm thanh đang vang trong tim mình đi ra coi. Xem thiên nhiên như một cuộc thi hoa tươi, đi theo anh em ra khơi khi 30. Tao sẽ mang theo quần sách trắng không chữ, chỉ nhớ ở đó những gì tao đã viết. Về một thế kỷ mình được sống, tao sẽ sớm thấy được dung nhau và cả tuyết. Biết sự tồn tại và là tay chạy vặt, nếu có làm rơi thì đừng quay lại nhặt. Dù đã phản chiếu từ nhiều mảnh kính nát, là một phần cuộc đời được mô phỏng chính xác. Hơn bất kỳ ngôi sao sáng nào, có rất nhiều cái tên gán vào. Nhiều có âm nhạc cho tao một miếng thuốc bổ, thấm như là mưa đang rơi lên trên một kiến trúc cổ. Tôi sẽ sáng tạo, có thể nắm vật chất, có thể sắm. Điện thoại tao có ổ cắm, tao có chỗ tắm tổ ấm. Tao được thấy được mình cũng chưa khổ lắm. Khi tao còn bé mình phát triển chiều cao, đến lúc lớn thì phát hiện chiều sâu. Tao phải thắc mắc về điều mình biết, tụi mình có đôi giải pháp hay phải rap thêm nhiều câu. Yo, tao không muốn mình được thịnh vượng và tên trên ngọn cờ, nhưng mà tao lượn lờ quanh sự vô minh thượng thừa. Có khó khăn mới đúng là đi lên dốc, tháng năm mày mò mới đóng CD bên gốc. Bước lên một thời đại mới, thấy mấy ông bà già quanh nhà mình nhiều, chúng ta sẽ biết mình trường tồn vì tình yêu. Thánh nhân là được người đời tôn lên, thần là do ân trên ban xuống. Tao chỉ là con người vẫn còn đầy ham muốn toan tính, lười tập thể dục và hãy đi than cuốn. Lá và bụi đất sáu ba cơn mưa nó sẽ hóa thành bù đắp, doanh thu yên tâm được ca khá mặc dù thấp. Đường sáu và tụ tập chơi nhạc dưới thải trộn đất đá và vùi dập, giá mà còn gặp đầy đủ người thân, thời gian quá là dồn dập. Những người bạn tốt anh được táo vào phòng tập, khá là tràn ngập, đến gần tự do do thể phá được vòng lặp. Anh lưu truyền nhỏ nhặt một khi anh đang uống, làm gì mà đỏ mặt baby anh đang cuốn. Âm nhạc tôi là vậy, Doremi pha son, nó chỉ được bắt bệnh như paracetamol, hòa tan vô trong ly glim marathon. 420 cây làm tăng thân nhẹ, kết nối con người ta còn hơn vinaphone. Biết thằng nhóc con thằng doanh nhân việc kiếm tiền đi đừng talk shit. Anh nhìn mấy thằng em anh đã most speed, anh nhìn mấy thằng anh là anh rock tip. Mấy con nhỏ thật yêu giờ là boss bitch, mình lớn lên từ gang gang. Anh sống giữa giai đoạn của sự đổi côi và chuyển hóa. Ai cũng nghĩ là mình hay trên sóng truyền hình, cho đến khi về nhà mới biết là mình diễn quá. Anh từng nghĩ mình là ngư ông giữa một biển cá, nhưng rồi thì sao, giữa cuộc chơi là cuộc chơi, không ai được quyền cho phép bản thân mình là người duy nhất điều khiển giá. Ta là ta, ta là độc nhất, và tất nhiên thì người ta cũng vậy. Nếu như mày sinh ra từ xa mà két thì rất may là anh cũng lớn ra từ vũng lầy. Và anh rất hiểu rõ cái thứ cảm giác này. Tên là khi mày không biết là mày khác hay người khác, mà chính xác là người khác và là người khác mày. Lời họ nói là con tim mày tan nát này, từ tao đi rồi có lúc họ sẽ thích mày. Mày có thể thoát cái nghèo, nhưng đừng nghĩ là mày có thể tự do, mày không thoát được sợi xích này. Mày đã có tham vọng lớn đó tao chính trực, mà tao muốn tâm tao sáng da tao dính mực. Nên mày thua một thằng ngu thì không tính nhục, mày có biết mày càng phe người càng kính phục. Mày đang sinh cùng thời, biết là hơn thua không thiết dùng lời. Nhìn thấy bay bay cao tuy khác vùng trời, viết về VR liên tiếp từng hồi, biết cùng rồi. Ba tao kêu là mình nên thương người thì người ta thương cho, còn đâu mà môi luôn cười. Không khuyên ai tao làm nhạc ra, tao khuyên mình còn phần IP này thì tình yêu muôn đời. Làm nhạc qua chưa ngồi, dù sao thì mình không buông rời. Mày đừng nói gương tồi, vừa là vô xương rồi. Tao đi tìm tao, nơi này càng đông thì càng vui thì không sao. Em thì mình lao, ra chân làm ăn thì làm sao mà mày tao còn nhìn nhau. Qua lâu rồi anh không còn quen trong bình yên hay làm căng luôn thì sao. Sao được người ta làm nhiều nhưng không gì đâu, thì thằng em này còn ý gì. Mày có bao quân nghịch lý vì nothing easy, nothing easy. Life ain't easy, hard to sustain, I go mad like Yeezy. Stuck in my world cause the rest don't please me. Yo, too cheesy, still in the game cause I know it needs me. You're just the next on my show, I live like I've been here before. Whatever you do, I have done it. The hustle, the rhyme, and I'm hungry for more. Born with a plan, hunger for this and a mic in my hand. They think that they can, but can't even breathe at the hype with the stand. They used to be fans, now they are kings, but the castle is sand. I came to Vietnam to build what we have with the dopest of fans. Shout out to Lambda, to VD, to Nat and G-Fam. Fuck all the hoes, fuck all the chains, I want respect on my name. Through all the ups, through all the downs, I never abandon the game. Fuck what you hear, fuck what they're saying, I still remain the same. Too many whacks, too many clowns, I feel I'm going insane. Four cyphers later, I'm making it big. Saigon is forever the city I rap. Pain is my name cause my bars are too sick. I know I don't fit, so I edit the script. Tears and sweat, years of writing, my pain is a threat. As hard as it gets, miss many chances that could have been summoned to see homie shining and still no regrets. Có vị vua nào không tha vương miện, kẻ đội vương miện chắc đã đương nhiệm. Tụi tao đang rap ngồi quay qua chơi vùng cao, mang mát cùng nhau quan sát trên mọi phương diện. Trong họng tao là thi quái một con lương điện, để mà kể hết sự đời tao không thể ngưng miệng. Thức khuya dậy sớm tao và mày cùng nhau siết như ngày khó, ba mày càng ra ước chi mày có công việc lương thiện. Tại sao tao đã phải trở thành huyền thoại khi đã tạo ra huyền thoại từ cái thập kỷ trước?
bước. Từ lúc mày còn bú bình còn đeo tả và thúi in, còn cuối mình bò hay chập chững bước. Não rắn đi không bị bắt nạt, tiếp một câu theo sau để làm chữ cách mạng. Tồn tại giữa vòng xoáy khi ai cũng sát phạt ác đạn và vinh danh nơi chúng ra từng cắt bạc black gà. Tao rap từ thời 48 Bùi Thị Xuân, thời thằng mạng tao chỉ biết đọc theo solo Google. Hơn 10 năm đã cho mình vài chiến tích để tao đây phải liền ngay bỏ Novo Roboso. Nhạc đã bật tao phải solo vocal, nhà mà tắt tao sẽ vô âm cô bồi. Giữa lòng sẽ thành hustle solo evil over yolo yolo. Tên sau tiên tới như cần lâu, tụi nhỏ nó rên khóc khi thấy tao quá đà. Đáp lại tụi nó bằng pháp thoại chứ không phải rap đại phượng hoàng không đá gà. Flow tao tư tưởng á cả chop, đồ cao và lên như giá nhà top. Xôn xao bọn họ và nôn nao, tụi nó muốn ôm tao và khơi anh mới ga shop. A lot of pushing in this game, we still right here banging. Qua bao năm tháng tụi tao vẫn còn ở đây lưu hình. Đúng chuyện đó, mấy thằng mày năm xưa tao nó là khác hồi đó. Mà muốn thấy tao bóng bát khỏe mấy thằng chó, chạy đi đâu mà thấy được bữa đói bữa no. Xì xói nữa coi, nếu không có tụi tao tao chỉ nói vì thôi. Nếu mà không muốn vì thì khó nói về đi. Nếu mà không muốn đi thì đừng nói về chi. Nếu mà không có chi thì đừng nói về bi. Nếu mà không có M-A-T-E-U, tao vẫn là thằng fan đi radio. Ngày nào tập rap bi ba bi bo, bây giờ là mấy bar với anh bi bo. Ghét tao, leave me a comment, tao rủ thêm mấy người đi ăn ramen. Bóc phết sao, đừng để tao phải là người phán xét nha. Anh bo trần, đợi tao kiếm tiền mình không dùng từ mấy tao. Mình dần chuyển sang sự homie và bạn, khai sáng cho bản thân một giới hạn mới. Nhìn phòng tay đồ hơn mình mặc vô mặt cởi. Nhìn vòng xoáy hơn nên mình đặt cọc và đợi. Chỉ vào đấy xong mình quan trọng chuyện lấy hơi. Những món đồ hiệu mà mình không quan tâm, những nơi giờ đẹp khoang lên là nhà sầm. Mình vẫn cứ ý như vậy, mình vẫn sống không chết đậy. Mình chỉ muốn có mặt lên và kiếm tiền về. Còn nuôi như hàng đống đam mê, tự do giang tay, khoảng cách chỉ còn là tờ giấy. Best part been a minute that we wait for. Nói nhau sao nào phục sinh sai phong phong. Sao sai.